Đấy, thì sau khi lắp ráp xong thì nó sẽ được một sản phẩm nó hoàn thiện, nó là như thế này. Vỏ là vỏ nhôm nguyên khối CNC chuẩn chỉ. À, một cái mẫu chung 10 20 cho Toyota, Subaru, Nissan cả cái đầu vuông thế này là xong. Đấy. Đấy. Quay cho các bạn xem. Vỏ nhôm tản nhiệt rất là tốt. Đấy, các cổng ăn chơi. Thì tùy loại đâu để mình đầu nối kết nối, đây là công tắc tắt bật nguồn thôi, đây là vào điện, một loa, hai loa, ba loa, bốn loa. Như trên này thì em đã đấu cái đường vào. Đấy, đây là anten. Đấy, anten đây. Anten thì mình lắp vào. Đó. Ở đây thôi, anten. Anten. USB, đây là đối với Subaru thì mình sẽ dùng cả cổng, dùng cả cổng đấy. Nhưng nôm na là như vậy. Nôm na là mình như, dùng như vậy. Anten rút. Đấy. Nhôm khá nặng. Đấy nha, các bạn nhìn nha. Đấy. Nếu mà có nhu cầu về bộ vỏ hộp nhôm CNC xịn sò như thế này thì các bạn cứ kết nối thôi. Đây, những bộ vỏ như thế này là lắp ghép, các bạn tự về lắp ghép. Cà Mau, Sài Gòn gì là cũng cứ mua về là đút vào thôi. Đấy là một một như kiểu là học sinh lớp 1 làm logo ấy, là lắp ghép ấy. Chứ không có vấn đề gì khó cả các bạn nhá. Đấy, em khuyên các bạn tự lắp. Chứ còn đấy là CNC máy chuẩn chỉ rồi. Đấy, đây là con Subaru em đã lắp xong cho bà khách. Đó. Rồi, xin cảm ơn và anh em có nhu cầu thì chốt đơn. Mua bán đối với bên em thì phải tập xác định. Xác định là chơi. Ăn chơi là không sợ mưa rơi. Chứ còn lom rom là nách. Xin cảm ơn.